trận đấu trường thứ ba. Trận đấu trường thứ ba của kỳ 200 là trận đơn giữa Lê Nguyên Khánh và Lý Quốc Bảo. Hai bên đánh kể trước đánh 7 tháng 1. Khánh nhớ bóng trước. Không đẹp. Set 1 cho Bảo.
Bảo dẫn trước 1-0. Xét 2, Bảo cho bóng trước, không đều. Tỷ số bây giờ đã là 2-0, tạm thời ghi về cho Quốc Bảo. Xét đấu thứ 3.
tỷ số bây giờ là 2-1 vẫn nghiêng về cho Quốc Bảo. Xét đấu thứ tư, Bảo giao bóng trước không đều. Thank you.
số VL 2 đều. Tiếp tục trận đấu thứ 5, tỷ số lớn là 2 đều. Không một
giờ set đấu thứ 6, tỷ số đó là 3-2. Tạm thời nghiêng về cho các bạn. Tỷ số set là 4-0. Và 11-1. Vậy cái trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 cho Quốc Bảo.